tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng blue. Cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng. Ban mai tỏa ngã thương cho đời không phải sắc đẹp dịu dàng tựa nét tinh khôi tỏa ngã thương y đức một đời có trái tim hồng tâm hồn rất thanh cao đối diện hiểm nguy giữa bùa vây dịch bệnh. Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng blue. Cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng. Cho tôi hát về tình người y đức đã bao đêm nhớ tiếng con thơ, nhớ người thương, nhớ vòng tay ấm, hẹn ngày về khi dịch bệnh xua tan. Không phải sắc đẹp dịu dàng tựa nét tinh khôi tỏa ngã thương y đức một đời có trái tim hồng tâm hồn rất thanh cao đối diện hiểm nguy giữa bùa vây dịch bệnh. Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng blue. Cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng. Cho tôi hát về tình người y đức đã bao đêm nhớ tiếng con thơ, nhớ người thương, nhớ vòng tay ấm, hẹn ngày về khi dịch bệnh xua tan. Cho tôi hát lời bài ca hạnh phúc xin cảm ơn người chiến sĩ ngành y những ngọn đuốc tiên phong chống dịch những bông hoa nở giữa cuộc đời những ngọn đuốc tiên phong chống dịch những bông hoa nở giữa. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Và các kết luận mới ban hành của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các địa phương trên địa bàn thị xã triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 5 tháng 11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025
và các kết luận mới ban hành của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sự hội nghị có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Dự tại điểm cầu thị xã Nghi Sơn có các đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã. Dự tại Trung tâm Hội nghị thị xã có đồng chí Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã quán triệt, triển khai các nội dung bao gồm Quyết định số 621 QĐTU ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành chương trình phát triển khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp giai đoạn 2021-2025. Quyết định 623 QĐTU ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch hành động số 22 KHTU ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn giai đoạn 2021-2025. Quyết định số 622 QĐTU ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Kế hoạch hành động số 26 KHTU ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch hành động số 27 KHTU ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ, chủ động tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phục vụ phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025. Quyết định số 696 QĐTU ngày 9 tháng 9 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành chương trình nâng cao chất lượng văn hóa giai đoạn 2021-2025. Quyết định số 700 QĐTU ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành chương trình nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2025. Quyết định số 701 QĐTU ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành chương trình nâng cao chất lượng y tế giai đoạn 2021-2025. Quyết định số 624 QĐTU ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành chương trình phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025. Kết luận số 624 KLTU ngày 4 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Chương trình số 13 ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, triển khai quyết định số 715 QĐTU ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết luận số 610 KLTU ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện nghị quyết số 02 NQTU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 18 về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh Thanh Hóa. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy tổ chức Đảng cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các chương trình trọng tâm, kế hoạch hành động, thực hiện khâu đột phá và kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, khẩn trương thể chế hóa, cụ thể hóa những nội dung liên quan trực tiếp đến ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị thành các văn bản để tổ chức thực hiện ở cấp mình. Các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu cần tập trung rất cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện quyết liệt nhiệm vụ còn lại của 2 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ quý 4 và cả năm 2021 ở mức cao nhất, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trọng tâm là lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ, kịp thời, sáng tạo quy định, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh để thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép,
vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa duy trì mở rộng sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển trong trạng thái bình thường mới. Đồng thời, các cấp, các ngành, các địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao, cần khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2021, sáng mùng 6 tháng 11, các đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã đã tới dự chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng cán bộ nhân dân tổ dân phố Bắc Châu, phường Hải Châu. Cùng dự ngày hội có lãnh đạo Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã và lãnh đạo địa phương. Tổ dân phố Bắc Châu, phường Hải Châu có 320 hộ với 1.100 nhân khẩu. Sau một năm hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đơn vị, đô thị văn minh và kiểu mẫu, tình hình kinh tế trên địa bàn tổ dân phố phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng trên người trên năm. Bằng sự nỗ lực đóng góp của nhân dân và sự hỗ trợ của cấp trên, tổ dân phố xây dựng được 500 mét đường giao thông, 300 mét rãnh thoát nước, 120 cột đèn điện thắp sáng trên các trục đường. Trong năm có 310 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 150 hộ gia đình kiểu mẫu, 50 gia đình tiêu biểu. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đã thông tin tới nhân dân tổ dân phố Bắc Châu về tình hình và những kết quả đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của thị xã Nghi Sơn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chia sẻ niềm vui với những thành tích cán bộ và nhân dân tổ dân phố Bắc Châu đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân tiếp tục gương mẫu, đoàn kết, chung sức đồng lòng phát triển kinh tế xã hội, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa phương ngày một phát triển. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã đã trao 40 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Phạm Hữu Ngọ, thương binh 1/4. Trao 20 xuất quà cho 5 gia đình tiêu biểu, 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 6 tháng 11, các đồng chí Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Phạm Văn Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng Tiểu ban An sinh xã hội thị xã, cùng đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, đã đi trao 359 xuất quà, gói an sinh xã hội của Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã cho các gia đình chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo đang thực hiện giãn cách trên địa bàn toàn phường Ninh Hải. Mỗi suất bao gồm 20 kg gạo, củ quả, nước mắm, dầu ăn, cá khô và mì tôm. Toàn bộ số quà trên được các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp có lòng hào tâm quyên góp ủng hộ. Sau lời kêu gọi của Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, mỗi món quà đến với các hộ dân gặp khó khăn, thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền thị xã, qua đó góp phần cổ vũ động viên nhân dân vùng phong tỏa, sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đây cũng là tinh thần của Đảng bộ, chính quyền thị xã, chăm lo toàn diện, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc trong thời gian xảy ra dịch bệnh COVID-19. Chiều 6 tháng 11, đồng chí Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã và nhóm chung tay mùa dịch thị xã đã đi thăm hỏi, trao các nhu yếu phẩm cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân tại khu cách ly tập trung và các chốt kiểm soát dịch. Đoàn đã đến trao 360 xuất quà cho người dân đang cách ly tại khu cách ly tập trung khách sạn Thanh Còi và trao các nhu yếu phẩm khác như sữa, nước, bánh, hoa quả cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung Thanh Còi và các chốt kiểm soát dịch tại xã Cát Sơn và phường Ninh Hải. Những món quà tuy nhỏ nhưng nó có ý nghĩa tinh thần to lớn, động viên lực lượng làm nhiệm vụ và người dân tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã, sáng mùng 8 tháng 11,
40 cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh được tăng cường về địa bàn thị xã phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Để góp phần nhanh chóng ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn thị xã, Thượng tá Trịnh Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Công an thị xã đã phân công nhiệm vụ cho các cán bộ chiến sĩ tăng cường xuống các điểm phòng chống dịch, gồm chốt kiểm dịch quốc lộ 1A Khe Nước Lạnh, xã Trường Lâm, điểm dừng chân Tường Vi 888 thôn Hòa Lâm, xã Trường Lâm, các khu cách ly tập trung khách sạn Thanh Còi, khách sạn Cao Nguyễn, chốt kiểm dịch trên địa bàn các xã phường đang có dịch, Ninh Hải, Hải Nhân, Các Sơn, Hải Bình, Hải Thanh, Xuân Lâm. Tại các điểm phòng chống dịch, lực lượng cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ truy vết các trường hợp có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19, tiếp nhận, phân luồng, hướng dẫn công dân về từ các tỉnh phía Nam qua địa bàn thị xã, tuần tra đảm bảo an ninh trật tự. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ đảm bảo dập dịch nhanh nhất, hiệu quả nhất, không để ổ dịch mới phát sinh, đồng thời cần thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K, đảm bảo an toàn trong lực lượng cán bộ, chiến sĩ. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày gần đây, trên địa bàn thị xã dịch COVID-19 trở nên phức tạp. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 11, sau khi phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn. Đến ngày 7 tháng 11 năm 2021, toàn thị xã ghi nhận 97 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, khoanh vùng truy vết được 1.460 trường hợp F1. Trong đó, xã Hải Yến xuất hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, xã Hải Nhân xuất hiện 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thị ủy để đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng của nhân dân, quyết tâm kiểm soát, đẩy lùi và thích ứng an toàn với dịch bệnh COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Hải Nhân, xã Hải Yến đã chỉ đạo các thành viên ban chỉ đạo, trung tâm chỉ huy phòng chống dịch, các tổ giám sát cụm dân cư nâng cao vai trò trách nhiệm, tăng cường các hoạt động truy vết, xét nghiệm nhanh trước sự lây lan của dịch bệnh, cách ly nghiêm ngặt các trường hợp cách ly tại nhà, nhất là các trường hợp F1 đủ điều kiện cách ly tại nhà, đồng thời quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở mức độ cao nhất. Để tránh trường hợp lây nhiễm chéo và giảm tải cho khu cách ly tập trung, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch của xã Hải Yến, xã Hải Nhân đã thực hiện kiểm tra từng hộ gia đình có trường hợp F1, đảm bảo đủ điều kiện cách ly tại nhà, yêu cầu người cách ly phải ký cam kết thực hiện nghiêm túc quy trình cách ly. Tổ giám sát thực hiện theo dõi, giám sát nghiêm ngặt các trường hợp cách ly y tế tại nhà. Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã kiểm tra quản lý giám sát y tế với những người cách ly trong thời gian cách ly và sau khi kết thúc cách ly. Thưa quý vị và các bạn, Hải Ninh là phường có địa bàn rộng, dân số đông, nên việc triển khai các biện pháp phòng dịch, nhất là việc kiểm soát, truy vết đối tượng liên quan đến yếu tố dịch tễ, từ ổ dịch tại địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, trong những ngày qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Hải Ninh đã tập trung mọi lực lượng cho nhiệm vụ phòng chống dịch khi trên địa bàn thị xã Nghi Sơn xuất hiện chùm ca bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn. Đặc biệt, sau khi tại địa bàn phường đã xuất hiện 7 đối tượng F0, qua truy vết có tới hơn 200 F1, gần 800 F2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường xin ý kiến chỉ đạo của thị xã khẩn trương phong tỏa tạm thời khu dân cư thuộc tổ dân phố Nam Thành, lập 2 chốt và 1 trung tâm chỉ huy giám sát 24/24, tiến hành test nhanh kháng nguyên và xét nghiệm PCR đối với những trường hợp tiếp xúc gần có nguy cơ cao để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Tuy nhiên, khó khăn của địa phương đó là vừa kiểm soát nhiều đối tượng F1 đang cách ly tại nhà trên địa bàn dân cư rộng, vừa tiếp tục truy vết các đối tượng là công dân liên quan đến ổ dịch lớn là công ty giải Anora và phường Ninh Hải. Đồng chí Lê Đình Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, phường Hải Ninh cho biết. Sau khi có F0 xuất hiện trên địa bàn, thì chúng tôi đã triển khai ngay các phương án đã chuẩn bị sẵn từ trước. Từ đó đã tiến hành là phong tỏa 2 cụm dân cư tại tổ dân phố Nam Thành, đồng thời là chỉ đạo các ngành, các cơ quan đơn vị, các tổ dân phố tập trung thần tốc truy vết những người liên quan có tiếp xúc với F0 để bóc tách ra khỏi cộng đồng. Thứ hai là tập trung tuyên truyền và huy động cả hệ thống chính trị, tăng cường là công tác
tuyên truyền, vận động, yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, chú trọng là biện pháp 5K và quản lý nghiêm ngặt các đối tượng thuộc diện cách ly tại hộ gia đình nơi cư trú. Cái thứ ba thì báo cáo cấp có thẩm quyền bóc tách và sàng lọc thật kỹ những đối tượng mà có tiếp xúc trực tiếp với F0 để đưa đi vào các khu cách ly tập trung. Cái thứ tư thì hiện nay trên địa bàn thì 13 tổ dân phố thì 100% các tổ dân phố, các tổ giám sát là hoạt động thường xuyên liên tục và huy động cả hệ thống chính trị cùng trợ giúp với các cơ quan chức năng, ngành y tế phát huy cái đội xung kích lực lượng của thanh niên, phụ nữ vào cuộc. Và chúng tôi đã phối kết hợp với trung tâm y tế thị xã đã đưa chuyển là trên 100 F1 mà có nguy cơ cao là vào là các khu cách ly tập trung của thị xã. Số còn lại do điều kiện là về cái vị trí cũng như là chỗ của F1 này thị xã đang khó khăn thì chúng tôi đang quản lý nghiêm ngặt một cái tại nhà, thường xuyên giám sát, đồng thời là sẽ kiến nghị các cấp chức ngành tiếp tục quan tâm để đưa hết cái số F1 này mà có nguy cơ cao để vào khu trung tâm cách ly. Về đề xuất đối với Hải Ninh là một phường có dân số rất đông thì đề nghị là các cấp các ngành quan tâm để cho nhân dân là trong vùng bị dịch, trước hết là nhân dân trong vùng dịch là được lấy mẫu PCR để sàng lọc mà bóc tách. Thứ hai là kiến nghị là cho nhân dân trên toàn địa bàn phường được test nhanh kháng nguyên, gắn với việc là các đối tượng mà có nguy cơ cao F1 là phải được là lấy mẫu hết mà cái số là cái nhà tới nhà. Đề nghị là các cấp có thẩm quyền xem xét là có chỉ đạo hướng dẫn đối với cái số F1 mà đang cách ly tại nhà do là chưa bố trí được là cái khu cách ly thì hướng dẫn một cái cụ thể để chúng tôi là tiến hành tổ chức thực hiện một cách nghiêm mật hơn, chất lượng hơn và trách nhiệm hiệu quả cao hơn. Thưa quý vị và các bạn, là một trong hai địa phương đứng chân của công ty trách nhiệm hữu hạn giấy Anora, lại có hơn 800 công dân làm việc trong nhà máy, nên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Bình Minh luôn xác định công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, hàng đầu. Ngay khi xuất hiện chùm ca bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn với yếu tố dịch tễ vô cùng phức tạp, phường Bình Minh đã kích hoạt các kịch bản, kế hoạch, triển khai các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt khi địa phương có hai trường hợp là F0 liên quan đến ổ dịch từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn. Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường Bình Minh đã họp khẩn xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên, tiến hành phong tỏa tạm thời, lập chốt hai cụm dân cư tại tổ dân phố Sơn Hải và Thanh Khánh là nơi cư trú của hai F0. Tập trung truy vết, phân luồng đối tượng F1, F2 không chỉ liên quan đến yếu tố dịch tễ của bệnh nhân tại địa phương mà còn liên quan đến ổ dịch của công ty giấy Anora ở nhiều xã phường trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Qua truy vết đã phát hiện 31 F1, lập danh sách cách ly tập trung 5 trường hợp có nguy cơ cao, số còn lại được cam kết và giám sát chặt chẽ tại gia đình. Đồng chí Lê Thế Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Minh cho biết. Sau khi mà có dịch xảy ra trên địa bàn của thị xã, thì Ban chỉ đạo của phường đã họp khẩn trương và chỉ đạo tất cả các thành viên trong ban chỉ đạo, trong các tổ truy vết tập trung thần tốc truy vết các trường hợp F1, F2, F3 có liên quan trong đêm và liên tục trong ngày đêm. Qua quá trình truy vết thì toàn phường truy vết được 316 F2, 31 F1 và trong đó thì có 2 F0. Trong 31 F1 đấy thì chúng tôi đã phân luồng những trường hợp có nguy cơ cao đấy phải đi cách ly tập trung là 5 trường hợp. Thế còn lại gia đình thì cam kết đảm bảo đủ điều kiện thì chúng tôi cho cách ly tại nhà. Ban chỉ đạo, cán bộ, chiến sĩ rồi chuyên môn chúng tôi đang tiếp tục ngày đêm tập trung làm nhiệm vụ truy vết và giao quyết định cho cách ly, quán triệt, giám sát chặt chẽ đến các trường hợp cách ly tại nhà.
Cùng với việc tập trung các biện pháp chống dịch tại địa phương, thì trong 2 ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 11, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch phường Bình Minh đã tiến hành tổ chức tiêm phòng vaccine phòng dịch COVID-19 cho nhân dân. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, nên quá trình tiêm phòng vừa đảm bảo đúng yêu cầu phòng chống dịch, vừa đạt hiệu quả cao về chất lượng tiêm. Thưa quý vị và các bạn, để làm tốt công tác cách ly tại nhà, mỗi người, mỗi nhà cần thực hiện nghiêm các nội dung sau. Đối với người cách ly, 1. Chấp hành việc tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú đúng thời gian quy định, tốt nhất cách ly ở một phòng riêng. Trong trường hợp gia đình nơi lưu trú không có phòng riêng, thì giường ngủ của người được cách ly nên cách xa giường ngủ của các thành viên khác trong gia đình ít nhất 2 mét. 2. Phòng cách ly nên đảm bảo thông thoáng khí, thường xuyên được vệ sinh, hạn chế các đồ đạc, vật dụng trong phòng, nơi cách ly. 3. Hàng ngày tự đo nhiệt độ cơ thể ít nhất 2 lần sáng chiều, ghi chép kết quả đo và tình trạng sức khỏe chung vào phiếu theo dõi sức khỏe. 4. Hạn chế ra khỏi phòng riêng, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người trong gia đình, nơi lưu trú, cũng như những người khác, tự theo dõi sức khỏe, thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác. 5. Thông báo ngay cho cán bộ y tế xã phường được phân công phụ trách, theo dõi ngay khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, sốt, ho, khó thở. 6. Không được tự động rời khỏi nhà nơi lưu trú. 7. Phải thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng đã qua sử dụng vào túi đựng rác thải riêng và để gọn vào góc phòng của người được cách ly. 8. Không ăn chung cùng với những người khác trong gia đình, nơi lưu trú. Đối với thành viên trong hộ gia đình, người làm việc, quản lý nơi lưu trú của người cách ly. 1. Hàng ngày hạn chế tiếp xúc với người cách ly, mang khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi cần tiếp xúc. 2. Hàng ngày lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa ở gia đình, nơi lưu trú bằng xà phòng hoặc các chất khử trùng hoặc chất tẩy rửa thông thường. 3. Giúp đỡ, động viên, chia sẻ với người cách ly trong suốt thời gian cách ly. 4. Thông báo ngay cho cán bộ y tế xã phường được phân công phụ trách, theo dõi khi người được cách ly có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, sốt, ho, khó thở. 5. Hỗ trợ phương tiện vệ sinh, xà phòng, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang cho người được cách ly nếu có yêu cầu. Hãy thực hiện nghiêm các quy định cách ly y tế tại nhà để giữ an toàn cho bạn và chúng ta trước đại dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 8 tháng 11 năm 2021, thị xã Nghi Sơn đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 131.252 người, trong đó 12.475 người đã tiêm mũi 2. Tại công ty giấy Anora đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 20.560 người trên 22.962 người. Trong đó đã có 451 người tiêm mũi 2. Thị xã đang duy trì tốc độ tiêm đẩy mạnh, tiêm vét mũi 1 và đề nghị Sở Y tế sớm triển khai tiêm ngay mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Cùng với việc tăng độ phủ vaccine phòng dịch COVID-19 để tạo miễn dịch cộng đồng, thì việc tỷ lệ người dân tiêm vaccine có vai trò quyết định trong việc công nhận địa phương đạt tiêu chuẩn kiểm soát được bệnh tật. Giống như các loại vaccine ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm khác, vaccine COVID-19 giúp cơ thể phát triển miễn dịch chống lại virus SARS-CoV-2 mà không cần nhiễm bệnh. Sau tiêm mũi 1, cơ thể cần ít nhất 2-3 tuần để sinh kháng thể. Vì vậy, một số trường hợp nhiễm bệnh ngay sau tiêm do chưa đủ thời gian để cơ thể sinh kháng thể. Với các vaccine COVID-19 Việt Nam đang sử dụng, kết quả một số nghiên cứu cho thấy sau tiêm mũi 2 khoảng 21-90 ngày vẫn có một số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Tuy nhiên, số trường hợp tử vong giảm tới 80% so với nhóm không tiêm chủng. Khi tiêm đủ 2 mũi, nếu mắc bệnh thường, không có triệu chứng lâm sàng, trừ một số trường hợp sốt nhẹ. Tác dụng vaccine giúp bệnh nhẹ đi, khiến tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 bị biến chứng nặng giảm, tỷ lệ tử vong giảm gần như 100%, từ đó giảm số người phải nhập viện điều trị, tránh hệ thống y tế quá tải do phải chăm sóc quá nhiều bệnh nhân nặng. Điều này cho thấy, vaccine có tới 3 tác dụng. Thứ nhất là giúp cơ thể sinh kháng thể phòng bệnh. Thứ hai, nếu nhiễm bệnh sau tiêm, bệnh rất nhẹ so với người không tiêm, giảm nguy cơ tử vong.
Thứ ba là người tiêm rồi cũng giảm nguy cơ lây nhiễm. Nếu tiêm đủ 70-80% dân số sẽ giúp giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh và bảo vệ cộng đồng. Để đảm bảo hiệu quả tối đa của vaccine, Bộ Y tế khuyến cáo mỗi người dân cần tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine để đạt tỷ lệ bao phủ tối thiểu 70-80% dân số, hình thành miễn dịch cộng đồng phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, sau khi tiêm chủng, người dân vẫn phải tiếp tục thực hiện các biện pháp 5K phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình, cộng đồng trong bối cảnh dịch tái bùng phát tại nhiều nơi và ngày càng xuất hiện nhiều biến chủng mới. Tiêm vaccine là quyền lợi của từng cá nhân và cũng là trách nhiệm của mỗi người dân với cộng đồng. Thông báo đấu giá tài sản. Công ty đấu giá Hợp danh Miền Trung thông báo đấu giá tài sản. 1. Tổ chức có tài sản đấu giá, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn. 2. Thông tin tài sản, 63 lô đất tại khu dân cư thôn Đồng Tâm, xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn. Tổng diện tích đất đấu giá, 9.499,53m2. Diện tích mỗi lô từ 72m2 đến 649,34m2. Giá khởi điểm từ 7.500.000 đồng trên mét vuông đến 11.000.000 đồng trên mét vuông. 3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: ngày 9/11/2021 và ngày 10/11/2021 xem mặt bằng quy hoạch khu đất đấu giá và xem thông báo niêm yết công khai tại Ủy ban Nhân dân xã Hải Nhân và tại trụ sở công ty. 4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và thu hồ sơ: thời gian tham khảo hồ sơ bán và thu hồ sơ tại Công ty đấu giá Hợp danh Miền Trung và Ủy ban Nhân dân xã Hải Nhân từ ngày 4/11/2021 đến ngày 16/11/2021. Phí hồ sơ 500.000 đồng trên một bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. 5. Tiền đặt trước, hình thức nộp tiền đặt trước. Tiền đặt trước từ 115 triệu đồng đến 970 triệu đồng trên một lô đất đấu giá. Hình thức nộp tiền vào tài khoản của công ty. Tên tài khoản: Công ty đấu giá Hợp danh Miền Trung. Số tài khoản: 0300-3024-9999 tại ngân hàng Sacombank chi nhánh Thanh Hóa. Thời hạn nộp tiền đặt trước: khách hàng nộp tiền đặt trước trước 16 giờ ngày 17/11/2021. Khách hàng nộp tiền vào tài khoản theo tên của người đăng ký tham gia đấu giá và nộp lại một bản photo giấy nộp tiền cùng với hồ sơ đăng ký đấu giá cho công ty. 6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: từ 8 giờ ngày 19/11/2021 tại công sở Ủy ban Nhân dân xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn. Chi tiết tham khảo hồ sơ hoặc liên hệ Công ty đấu giá Hợp danh Miền Trung, số 268 đường Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa. Điện thoại 0912-339-808, Giám đốc Hoàng Thị Nhung. Thông báo về việc mở bán chính thức dự án khu dân cư trung tâm thị xã Nghi Sơn, mặt bằng Đồng Chợ, Hải Hòa. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Trần Gia Group là đơn vị hoạt động chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu tại Thanh Hóa trong lĩnh vực đầu tư và phân phối các dự án bất động sản. Hiện nay, trung tâm thị xã Nghi Sơn, chúng tôi đang tiến hành mở bán chính thức 30 lô đất tại dự án khu dân cư trung tâm thị xã thuộc mặt bằng Đồng Chợ, Hải Hòa. Dự án có tổng diện tích hơn 3 hectare với quy mô hơn 200 lô. Các lô đất có diện tích từ 70 đến 108 mét vuông, mặt tiền rộng từ 5 đến 6 mét, lòng đường nội khu rộng 7,5 mét, đặc biệt có đường đôi rộng 28 mét, sẽ kết nối thẳng với đường quốc gia ven biển và bãi biển Hải Hòa trong tương lai. Dự án có đầy đủ các hướng cho quý khách lựa chọn. Dự án tọa lại trung tâm thị xã Nghi Sơn với đầy đủ những tiện ích thương mại và dịch vụ xung quanh. Cách quốc lộ 1A 500m, cách khu du lịch biển Hải Hòa 3km, cách Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp lực 2,5km, cách chợ Còng 800m, cách Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn 800m. Liên kề dự án là các trường Trung học Phổ thông Tĩnh Sa 1, trường Cao đẳng Nghề Nghi Sơn. Khu dân cư trung tâm thị xã Nghi Sơn thuộc mặt bằng Đồng Chợ nằm trong tổng thể quy hoạch cảnh quan, kiến trúc đô thị hiện đại và định hướng phát triển thị xã Nghi Sơn giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn năm 2045. Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu dự án vui lòng liên hệ Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Trần Gia, hotline 0961 441 986, địa chỉ lô C1, khu đô thị Lam Kinh, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa.
Bạn đang tìm kiếm cửa hàng giá tốt, còn chúng tôi đã tìm thấy cửa hàng MyPrice. Cửa hàng MyPrice mang đến giá thấp hơn về thực phẩm, hàng gia dụng, các sản phẩm cho gia đình, các linh kiện. Tất cả đều có trong một cửa hàng. Sản phẩm của chúng tôi sẽ đáp ứng được nhu cầu của những khách hàng khó tính nhất và giá cả tiết kiệm nhất. Cửa hàng MyPrice. MyPrice, ưu đãi lớn tại cửa hàng MyPrice. Giá thấp, đa dạng các sản phẩm, các thương hiệu nổi tiếng và các mặt hàng mới mỗi tuần. Tất cả sẽ giúp bạn mua sắm thoải mái mà vẫn tiết kiệm với gia đình. Hãy để chúng tôi làm hài lòng việc mua sắm của bạn. Cửa hàng MyPrice. Chúng tôi không giống như họ với những quy tắc đặc biệt. MyPrice là cửa hàng kiểu mới. Chúng tôi đưa lợi ích mua sắm tới gia đình bạn trong cả tuần. Cửa hàng kho MyPrice có nhiều lựa chọn hàng hóa. Đó là thực phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng và công nghiệp, thiết bị và đồ uống có cồn với giá rẻ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.